Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, phải nói rằng câu chuyện tình yêu giữa Yến Nhi và Bảo Cường giống như một câu chuyện tình lãng mạn trong cổ tích vậy. Tình cảm giữa hai người họ đang đến độ thăng hoa cảm xúc. Sau khi vượt qua rất nhiều những rào cản, những mưu mô thủ đoạn đến từ bên ngoài, thì giờ đây có một điều bất ngờ xảy đến rằng Yến Nhi cô ấy không thể nào vượt qua một rào cản đến từ chính bên trong của cô ấy. Vậy thì rào cản đó là gì? Và nó sẽ khiến cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ điều đứng ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ dầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Vợ Người Ta, một bộ truyện rất hấp dẫn, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chị Vinh vào phòng thay đồ, nhìn thấy Yến Nhi đang soi gương, tay gái mặt thì lại gần, xoay mặt của cô sang rồi hỏi. Ơ, sao mà mặt mũi đỏ cả thế kia? Tự dưng em cứ cảm thấy bừng bừng lên rồi cứ ngứa dầm sàn ấy, nhưng mà không dám gái. Chị ơi, chị xem có phải là em bị dị ứng mỹ phẩm không thế? Nhưng mà em có bao giờ bị dị ứng đâu. Đi tẩy trang nhanh đi. Chị đưa đi spa khử trì. Có thể là sản phẩm của họ dùng kém chất lượng, mà chị cũng quên, không để nhãn hiệu con bé trang điểm dùng là gì cả. Yến Nhi cảm thấy ngứa mà không dám gái, sợ chảy ra thì nhiễm trùng để lại sẹo. Cô rất hay phải trang điểm, thế nên không thể nào để ra có sẹo được. Chị Vinh đưa ngay Yến Nhi đến spa để họ soi da. Nhân viên tư vấn chỉ những sợi tơ máu đang căng phồng lên do da bị nhạy cảm. Bây giờ nhân viên bên em sẽ làm mát da, giảm nhiệt cho chị nhé. Sau buổi trị liệu, da của chị sẽ trở lại bình thường thôi. Vâng, cảm ơn cô. Không có gì đâu à. Chị là khách siêu VIP bên em mà. Có vấn đề gì về da thì cứ qua bên em xử lý cho chị nhé. Yến Như quay sang chị Vinh rủ dê. Chị làm đẹp luôn nhé. Thôi, chị không làm đâu. Em chi tiền cho chị cơ mà. Ai bắt chị bỏ tiền ra đâu mà cứ chối như vậy. Tháng sau Papa đưa con gái sang đi chơi đấy. Chị có muốn gặp lại anh ấy không? Chị Vinh nghe xong lườm cô một cái, liền đồng ý làm đẹp cùng. Thay vì ngồi đợi thì làm đẹp cũng tốt mà. Xinh xắn thì có ai nỡ từ chối đâu. Chị à, tối nay thì anh Cường cùng đến phòng trà đấy. Chị đặt bàn cho anh ấy nhé. Được rồi, lát nữa chị sẽ đặt. Mà dạo này dính vợ gớm nhỉ? Sáng nay em vừa mới thử xong, vẫn chưa lên chả. Thế có khi nào em bị làm sao rồi không? Điên à? Làm sao cái gì? Người ta chậm vài năm mới có, mày mới có vài tháng, lo cuống lên như vậy. Đúng chị nhỉ? Chắc là cần phải hoạt động hết công suất thôi. Tháng 30 ngày thì vẫn ít ý. Quá ít. Chị Vinh kéo dài giọng làm cho cô cười không ngậm được mồm. Yến Nhi đến phòng trà, đi theo chị Vinh ra sau sân khấu để Bảo Cường ngồi lại bên bàn chính giữa sân khấu. Một lát, Tuấn Phát đi vào, ôm theo bó hoa hồng lớn và một hộp nhung đỏ đưa cho Bảo Cường. Chúc anh buổi tối hạnh phúc nhé. Cảm ơn cậu. Nhìn thấy Tuấn Phát ngồi xuống thì Bảo Cường đuổi. Về đi, ngồi đây làm gì vậy? Thì em ở lại nghe chị sâu hát cổ vũ cho anh cầu hôn vợ còn gì nữa. Em cất công lên chương trình, thế mà lại không cho em xem là sao thế? Không hẹn hò yêu đương à? Em chia tay lâu rồi, thế mà bây giờ sếp mới quan tâm. Thật đúng là quá buồn mà. Yến Nhi lên sân khấu, Bảo Cường giơ tay lên miệng ra hiệu cho Tuấn Phát im không nói gì nữa. Anh hướng mắt nhìn lên vợ, mặc chiếc váy trắng lệch vai, ôm sát đường cong cơ thể, mái tóc được buộc cao phía sau gọn gàng, mát mẻ.
Giọng nói của cô nhẹ nhẹ, ngọt như tiếng đàn bay bổng trong không gian tĩnh lặng. Chào các bạn, chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu của mình nhé. Tuấn Phát quay sang nhìn ông Sếp đang ngắm vợ không chớp mắt thì dùng mình thì thầm. Sếp. Ừ. Có người muốn xin ngồi cùng được không? Ừ. Bảo Cường vẫn không thèm để ý người xin là ai. Thơ trả lời một cách vô cảm. Diễm Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, Măn liếc bó hoa đặt trên ghế thì hỏi Tuấn Phát. Hoa của anh à? Không, là sếp mua để nói lời yêu với vợ đấy. Cô ta nhìn bó hoa, nhìn Bảo Cường đang hướng mắt lên sân khấu, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Thậm chí ngay cả sự xuất hiện của cô ta còn không hề hay biết. Dù muốn bình thản, nhưng mà sự ghen tị vẫn len lỏi, chạy dần dần vào trong lòng. Người yêu dấu ơi, anh mãi trong tim em. Dù mai cách rời, lòng em chỉ có anh mà thôi. Ngày nắng sẽ lên và anh sẽ về. Bảo Cường lại còn nhầm hát theo giai điệu của bài hát. Mấy ngày rồi, Yến Nhi cứ nghêu ngao hát để thuộc lời, khiến anh cũng thuộc theo. Chỉ tội là anh nghe vài lần đã thuộc, còn cô phải đến cả chục lần mới bỏ giấy không nhìn vào nữa. Khi thấy Yến Nhi nhìn về phía của mình mỉm cười, anh cũng cười hạnh phúc. Anh nhìn cô gái càng lúc càng dịu dàng. Trong mắt của anh giờ này chỉ có hình ảnh cô gái vô bộ váy trắng đứng hát trên sân khấu. Lúc này thì cả phòng trà chỉ thu gọn lại trên người cô gái nhỏ bé của anh thôi. Ở trên sân khấu, vừa hát thì cô lại vừa nhìn xuống, chỉ dừng lại đúng chỗ anh đang ngồi. Trong lòng xen lẫn xúc động và hạnh phúc. Mỗi lần anh đến nghe cô hát thì trong lòng của cô cứ lâng lâng hồi hộp, tim đập mạnh, còn mặt thì thoáng đỏ bừng. Sau khi hát hết ba bài, đèn tắt phụt, mọi người xôn xao, ngạc nhiên. Rồi thì một vài bóng đèn sáng lên, một bóng sáng chiếu lên người của Yến Nhi, còn một bóng thì theo bước chân của Bảo Cường. Cô nhìn thấy anh đang đi lên sân khấu, rồi lại còn ôm cả bó hoa hồng lớn đỏ rực, thì sững người ngạc nhiên, mỉm cười hạnh phúc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má thi nhau nhỏ xuống. Cả khán phòng chỉ có những tiếng xì xầm bé bé, hòa với ánh mắt ngưỡng mộ lấn suýt xòa. Bảo Cường lên đến chỗ Yến Nhi nhìn cô đang vừa nở nụ cười, vừa lau nước mắt thì mỉm cười. Anh vươn tay lau nước mắt trên má của cô dỗ dành. Bé yêu, đừng khóc chứ, anh sẽ đau lòng đấy. Yến Nhi lắc đầu, vừa lau nước mắt lại vừa bật cười, đôi mắt ướt sũng. Bảo Cường nhìn cô lùi lại với khoảng cách vừa đủ, hạ thấp người trong tư thế chân quỳ, chân hạ vuông góc với thân người. Ở bên dưới thì mọi người bắt đầu ô cả lên. Ôi, lãng mạn quá! Nhiều người không bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc của idol của mình, ngay lập tức mở điện thoại lên để livestream. Yến Nhi cũng nhìn anh, một tay che miệng ngạc nhiên, nước mắt lại càng rơi nhiều nữa. Nhi à, tặng em đấy. Anh đưa bó hoa, cô đón lấy bằng cả hai tay ôm vào lòng. Nhìn thấy anh lấy hộp nhấn ra lại càng khiến cô ngạc nhiên. Bé con à, anh không yêu em ngay khi em yêu anh, không cho em hạnh phúc trong đám cưới của chúng ta. Anh đã rất hối hận. Vậy nhưng từ nay về sau, anh sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh, và sẽ gánh đi những muộn phiền lo toan của em. Bé con, anh yêu em. Hãy cho anh bên em suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời nhé. Ở bên dưới mỗi lúc là một xôn xao, những lời tán dương ngưỡng mộ ngày một nhiều. Họ hét lên. Ôi, chúc chị hạnh phúc nhé. Nước mắt hạnh phúc của Yến Nhi càng lúc lại càng rơi nhiều. Bảo Cường nắm lấy bàn tay phải của cô, lồng chiếc nhẫn mắt lạnh vào ngón đeo nhẫn. Cô cầm tay của anh kéo lên, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón đeo nhẫn ở tay trái của Bảo Cường. Tiếng vỗ tay xao xao vang lên cổ vũ. Hôn anh ấy đi chị ơi. Thế là Yến Nhi kiếng chân chạm môi mình lên môi của anh, nhưng mà Bảo Cường đã vòng tay qua gáy kéo cô sát lại. Lúc này thì một nụ hôn đủ sâu, đủ ngọt, đủ chạm đến trái tim của người bên dưới. Diễm Quỳnh đứng chết lặng nhìn lên sân khấu, hai người đang hôn nhau say đắm. Bản thân không thể nào tưởng tượng được Bảo Cường lại có thể lãng mạn đến như vậy. Người đàn ông sống khép kín,
nay lại không ngần ngại thể hiện tình yêu vợ trước mặt mọi người. Xung quanh thì vẫn không ngớt lời bình luận. Ôi, ngọt ngào chết đi được ấy. Họ đẹp đôi quá. Nhưng mà anh ta là ai mà lại đẹp trai quá vậy? Lúc này thì Bảo Cường rời khỏi môi vợ. Anh hôn lên trán cô một cái rồi ôm vào lòng. Chủ phòng trà bước lên sân khấu chúc mừng họ, còn không quên buông lời ghen tị. Ôi, màn cầu lương này đúng là ngọt đến phát ngấy. Tôi có ai nổi da gà giống như tôi không nhỉ? Ở bên dưới cười ồ lên, Bảo Cường mỉm cười lên tiếng. Xin lỗi, bởi vì đã làm phiền mọi người. Cảm ơn các bạn đã hâm mộ vợ tôi nhé. Ở bên dưới đám đông, một người đàn ông bất chợt lên tiếng. Thế hai người đã ly hôn rồi không phải sao? Phía bên dưới mọi người bắt đầu xôn xao, nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Lúc này thì sự hiếu kỳ trong mỗi người nổi lên. Suy nghĩ về việc người nổi tiếng chọn cách khoa trương tình yêu cũng là một cách để làm bàn đạp nổi tiếng hơn nữa. Chị Vinh đứng bên dưới nhìn lên lo lắng. Vậy nhưng Bảo Cường hoàn toàn bình thản, vẫn ôm Yến Nhi trong tay. Vậy sao? Nếu như anh tìm được bằng chứng chúng tôi đã ly hôn, tôi sẽ cho anh cả tập đoàn Hoàng gia. Còn nếu như không tìm được, thì tôi chỉ xin một cánh tay và cái lưới của anh thôi. Sao nào? Sự trao đổi này đáng giá chứ? Người đàn ông nghe xong thì cả kinh. Anh ta làm phóng viên, nay được người ta cho tin hot nên cũng tát nước theo mưa để bám theo hai người kia mà leo lên. Thế nhưng không ngờ, người đàn ông kia là ông chủ của Hoàng gia. Nếu như biết trước, có đánh chết thì anh ta cũng không dám gây chiến, dù cho bao nhiêu tiền đi nữa. Sao vậy? Mồm miệng rào hoạt lúc nãy đâu cả rồi. Tới bây giờ anh có cần tôi xách cổ anh đến ủy ban kiểm tra xem chúng tôi hiện đang ở trong tình trạng đã kết hôn hay đã ly hôn không? Yếu thế vậy nên anh ta cố gắng vớt ván. Hai người kết hôn, nhưng bây giờ mọi người mới biết là lừa dối khán giả rồi. Bảo Cường khó chịu khi ngày anh muốn làm vợ vui là bị một kẻ nào đó dở hơi phá đám. Giọng nói của anh lạnh lùng kiên quyết đến đáng sợ. Vậy sao? Có điều luật nào quy định nghệ sĩ kết hôn phải công bố không vậy? Mà bây giờ thì tôi công bố rồi đấy. Lý do chúng tôi không cho mọi người biết là đây. Có những kẻ từ bệnh viện tâm thần đi xa, thích nói hưu nói vượn, phá đám hạnh phúc gia đình người khác như thế này. Thì vì sao mà phải công khai? Hắn không nói lại, liền xoay người đành chuồn khi thấy Bảo Cường nổi nóng. Tuấn Phan đứng chặn đường không cho gã đi. Sao thế? Đến gây sự rồi tính bỏ trốn à? Làm sao mà lại dễ dàng như vậy? Phá vỡ không gian hạnh phúc của người ta rồi đành chuồn sao? Fan của Yến Nhi lúc này vây kín lấy anh ta. Mặt của ai nấy đều hầm hầm muốn xông vào đánh. Còn gã ta thì tim đập chân run, mặt cắt không còn giọt máu. Chủ phòng trà liền chạy xuống khuyên can. Mọi người xuống vào đánh hắn ta là phạm pháp đấy. Rồi thì người ảnh hưởng sẽ là Yến Nhi. Chỉ bằng cứ bắt anh ta xin lỗi cô ấy. Chúng ta không nên làm mất đi ý nghĩa ngày vui của vợ chồng họ. Một nam thanh niên bực dọc lên tiếng. Ra đường gặp mày ở đâu? Đánh mày đây đấy. Liều hồn mà trốn đi. Chủ phòng trà cùng với Tuấn Phát lôi hắn ta đến chỗ Yến Nhi rồi ném xuống. Bây giờ xin lỗi vợ tôi. Nếu như cô ấy đồng ý tha thì được. Còn không thì cứ để lại một bộ phận trên cơ thể đi. Không cần đợi dục đến lần thứ hai, hắn ta rối rít xin lỗi. Xin lỗi. Cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ là bị người ta xúi dục thôi. Ai xúi dục? Đó là một cô gái xinh đẹp. Tôi gặp cô ta ở ngoài cửa. Cô ta nói có thông tin bí mật của ca sĩ Yến Nhi nên tiết lộ cho tôi. Tôi chỉ đành lợi dụng việc này để săn tin hot thôi. Cô ta đâu? Tôi không biết cô ta đâu cả. Cũng không rõ mặt nữa. Tại sao không kiểm chứng đã vội kết tội người khác như thế? Cái kiểu viết báo mà nghe đến vụ lợi thì làm ô danh nhà báo. Người như mày không nên đứng trong hàng ngũ người phát ngôn của dư luận đâu. Bảo Cường lệnh cho Tuấn Phát. Lấy thông tin cơ quan của nó, ngày mai tôi qua làm việc. Những kẻ như thế này cần bị trừng phạt xứng đáng.
Tuấn Phan cúi xuống túm cổ áo của hắn mà bực bội đấm một phát vào mặt, làm cho hắn ngất xỉu rồi lôi đi. Người trong phòng trà còn giúp anh lôi cổ hắn ra ngoài. Yến Nhi khẽ thở dài, xoa xoa lưng Bảo Cường giúp anh bớt giận. Cứ mặc kệ anh ta đi, chúng ta về thôi anh. Cô quay ra vị trí đặt mít lên tiếng. Xin lỗi các bạn vì sự cố vừa rồi. Thật ra thì Nhi sợ nhất khi công khai làm ông xã Nhi sẽ bị soi mói đến cuộc sống riêng tư. Nhi chỉ muốn anh ấy là của riêng mình, muốn anh ấy có cuộc sống thoải mái bên vợ. Anh ấy luôn đòi quyền lợi là được công nhận danh phận, nên hôm nay trước mặt fan, Nhi xin giới thiệu với mọi người, đây là ông xã của Nhi. Anh ấy tên là Hoàng Bảo Cường. Chúng mình đã kết hôn được hơn 3 năm. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Cảm ơn nhé. Bảo Cường nhìn cô mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận, chịu cho anh danh phận. Từ bây giờ hai người đi đâu sẽ không cần phải giấu giếm nữa. Fan ở bên dưới thi nhau hò lên. Ôi, chúc bài đồ của em hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thật nhiều nhé. Ông xã của chị đẹp trai quá. Cảm ơn. Chị Vinh đứng nhìn mà đôi mắt đỏ hoe, lòng cũng vui vẻ hạnh phúc theo họ. Bảo Cường một tay ôm Hoa, một tay nắm tay Yến Nhi rời đi. Buổi tối hôm nay thật sự là một đêm dài. Một lần nữa cô lại được anh bao bọc, che chở trước mọi sóng gió. Yến Nhi tắm rửa xong lười biếng mang khăn ra chia trước mặt của Bảo Cường, xong nói núm nỉu. Anh, giúp em với. Bảo Cường cầm lấy khăn, kéo cô ngồi xuống, lau cho hết nước trên tóc, rồi cắm máy sấy, tỉ mẩn, sấy từng lọn tóc. Việc này Thanh đã được vợ đào tạo bài bản, sau lần đầu tiên làm tóc cô rối tung, mất hết cả sóng uốn. Anh à, sao hôm nay anh lại làm như vậy? Em không thích sao? Cô vòng tay ôm eo, rồi màn trước bụng của anh xúc xích cười. Rất thích, rất hạnh phúc nữa. Như vậy là được rồi. Trước kia cưới em không được cầu hôn, nhân thì cũng làm ông đặt, vậy nên bây giờ muốn trả lại những gì xứng đáng cho em. Sang tháng thì chúng ta hưởng tuần trăng mật nhé. Hay là em muốn tổ chức lại đám cưới không? Cô lắc đầu, càng ôm chặt anh trong vòng tay của mình. Chúng ta có ly hôn đâu mà phải tổ chức đám cưới lại. Dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng mà, như vậy là đủ rồi. Sau khi sấy khô tóc, Bảo Cường lấy dây buộc tóc cô lên. Yến Nhi nhìn anh nháy mắt gợi tình. Hành động này của anh thì em có được nghĩ là anh đang chuẩn bị công cuộc làm thịt em không vậy? Anh cốc nhẹ vào trán của cô, gật đầu thay cho câu trả lời. Tóc của cô dài lại dày, vậy nên khi hai người yêu nhau rất vướng víu. Anh không cho cô cắt ngắn, vậy nên mỗi lần lên giường thì anh cứ hay buộc tóc cô lên. Buộc lên rồi Thanh sẽ không bị ăn phải tóc nữa. Nguyên nhân của kẻ chăm buộc tóc cho vợ là như vậy đấy. Bởi vì hay buộc mà bây giờ nhắm mắt, anh cũng có thể buộc được tóc cô gọn gàng. Trong lúc đợi Bảo Cường tắm, Yến Nhi mở app theo dõi kỳ kênh của mình. Hôm nay là ngày không an toàn, dễ thụ thai, vậy nên cô sẽ phải cố gắng. Yến Nhi chạy đi pha sữa cho cả hai, vừa pha vừa cười tủm tỉm. Trước khi lâm trận cần phải chuẩn bị đầy đủ sức khỏe mới được. Hy vọng rằng cô sẽ có em bé. Thật là mong đợi quá. Mang sữa lên phòng, Bảo Cường đã sấy khô tóc ngồi đợi. Yến Nhi xà đến gần đưa sữa cho anh uống. Tức không phải là vợ cho gì vào đây chứ. Mọi ngày toàn là anh pha cho em thôi. Có bao giờ em pha cho anh đâu. Không có đâu. Bởi vì hôm nay anh đã tặng cho em hoa, rồi còn có chiếc nhẫn xinh xắn này nữa, vậy nên em thưởng cho anh đấy. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, những hạt ngọc nhỏ ẩn hiện được đánh tinh xảo vây xung quanh, làm cho chiếc nhẫn thật đẹp, đẹp như tình yêu hiện giờ của họ vậy. Nào vợ, anh muốn nhận thưởng. Em sẽ thưởng hậu hĩnh cho anh luôn. Nói rồi thì cô ngồi quỳ trên giường, hai tay ôm mặt của anh thả xuống. Lúc này, cô thả xuống nụ hôn có phần nồng nhiệt. Cánh tay của anh trên eo vợ siết chặt lại. Tay còn lại thì đặt trên gáy cô làm chủ. Cả hai cứ hôn nhau như vậy, dường như không muốn ngừng lại. Hơi thở của cô bị hút sạch dương khí. Bản thân đã khó nhọc để thở,
nhưng mà lại lưu luyến không muốn dừng. Váy ngủ trên người cô, quần áo ngủ của anh cũng bị ném vào xuống đất. Ở trên giường, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau. Yến Nhi cũng không biết có phải là do mong muốn có thai hay không, mà hôm nay cô cứ dây dưa với anh không hề mệt mỏi. Cuộc yêu này không dừng lại ở sự chủ động của anh nữa. Vậy nhưng cô lại không giỏi trong khoản này. Vậy nên chỉ một lát cô đã bị anh lật xuống, cứ như mang cô đem trên đi trên lại như trên cá vậy. Cuối cùng khi hai đầu gối trở nên run như cổ già, thì cô cũng giơ tay đầu hàng. Quay trở lại với công việc, quay xong quảng cáo, Yến Nhi cho chị Vinh về công ty, còn mình thì bắt xe đến bệnh viện. Cô cũng muốn kiểm tra lại sức khỏe sinh sản để sẵn sàng cho việc mang thai. Ngồi trước cửa phòng bác sĩ, lúc này cô cảm thấy hơi lo lắng, cảm giác hoang mang, cứ như là mình đang mắc bệnh vậy. Mời cô Vương Ngọc Yến Nhi. À, có tôi. Nữ y tá mỉm cười thật tươi, nắm tay cô thì thầm. Hóa ra là chị à? Lần nữa chị cho em xin chữ ký nhé. Vâng. Người khám cho cô là bác sĩ phó trưởng khoa sản. Ông đọc các kết quả mà cô đã đi xét nghiệm siêu âm. Một lúc lâu sau đó ngẩng mặt nhìn cô. Cháu bao nhiêu tuổi? Dạ 22 à. Chồng của cháu có đi cùng không? Sao không à? Sức khỏe của cháu có vấn đề gì sao à? Ông gật gù rồi bỏ kính ra, nhìn vào bệnh nhân đang ngồi trước mặt. Hai bàn tay của cô đan vào nhau để trên bàn hơi run. Qua kết quả xét nghiệm và siêu âm, cháu có một vài vấn đề đấy, vậy nên bình tĩnh nhé. Cả người của cô cứng đờ, toàn thân trở nên co rút sợ hãi, lo lắng lắp bắp. Dạ vâng ạ, cháu sẵn sàng nghe ạ. Thứ nhất, theo như lúc nay cháu nói thì kỳ kinh của cháu không đều, là do buồng trứng đa nang, vòi trứng bị tắc, vậy nên dẫn đến kinh nguyệt không đều. Một nguyên nhân nữa là tử cung của cháu ngắn, vậy nên khả năng thụ thai khá thấp. Nhưng mà không phải là không có. Vấn đề bây giờ là... Ông ngập ngừng nhìn vào mắt của Yến Nhi, rồi đưa kết quả siêu âm. Cháu đang có một khối u nằm ở tử cung, đang lớn dần lên, chèn vào buồng tử cung, dẫn đến mấy tháng nay cháu không thể nào có thai. Yến Nhi nghe xong dường như người mất trọng lực, thả rơi tự do, nghe tim của mình vỡ nát. Nguyên nhân xuất hiện khối u là gì vậy bác? Có rất nhiều nguyên nhân. Uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp cũng là một nguyên nhân. Nếu như cháu không uống thì có thể là do cơ địa hoặc là di truyền. Vậy bây giờ cháu cần phải làm gì ạ? Cháu cứ nhập viện để mổ bóc tách khối u ấy. Nhưng mà trước khi mổ thì phải kiểm tra lại lần nữa xem là u lành hay u ác. Nếu là u ác thì cháu xác định tử cung sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn và việc cháu mang thai là không thể. Lồng ngực của cô nhói lên, không khí vào phổi dường như bị thu hẹp lại. Chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đầu óc lúc này trở nên quay cuồng đau nhức. Vì sao lại như thế? Cô không muốn, thật sự không muốn. Nếu như không thể có con thì cô làm sao ở bên Bảo Cường được? Cuối cùng thì cô cũng nặng nhọc lên tiếng. Bác à, nếu như u lành thì cháu vẫn có thể mang thai có phải không ạ? Đúng như vậy, nhưng mà khả năng rất thấp. Cháu nên bàn với chồng từng trường hợp có thể xảy ra. Cháu phải nhập viện thì bác mới có thể đánh giá chính xác được. Vậy cháu có thời gian bao lâu để hoãn lại việc mổ ạ? Cháu nên nhập viện càng sớm càng tốt. Nếu như để quá 2 tháng nữa thì có thể xâm lấn cổ tử cung. Nếu như vậy có khả năng cháu còn bị ung thư cổ tử cung, thế nên nhập viện sớm đi. Yến Nhi cố gắng nhắc mình giữ bình tĩnh, cả thân người như bị rút cạn sức lực không đứng vững. Cô chào bác sĩ rồi đứng lên ra ngoài. Những bước chân vô định, tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn mang đến cảm giác ớn lạnh thấu tâm can. Ngồi trên ghế đá, nhìn những ông chồng dìu vợ mang bầu mà cô òa khóc nức nở. Trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Cô ôm lấy ngực, gập người xuống. Mỗi lúc thì tiếng khóc ngày một lớn. Cô ơi, sao cô lại khóc vậy?
Yến Nhi ngẩng mặt lên nhìn thằng bé con đứng ngay trước mặt. Đôi mắt của nó khẽ chớp chớp, bàn tay nhỏ xinh đang đặt trên vai của cô vô vô. Cô có chuyện gì buồn sao? Sao cháu lại đứng ở đây? Cháu theo ba mẹ vào viện để mẹ sinh em bé. Cháu cho cô cạo, vậy nên cô đừng khóc nữa nhé. Không sẽ rất mệt đấy. Yến Nhi nhoẻn miệng cười, đón lấy viên cạo của nó. Cảm ơn cháu, cô không sao rồi. Bà cháu nói chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, vậy nên cô đừng khóc nữa nhé. Nhưng mà cô về nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy. Được rồi, cháu cứ vào trong đi, cả ba mẹ đi tìm đấy. Dạ vâng ạ. Cô nhìn đứa trẻ chạy lon ton, lắc lư cái mông tròn trịa đáng yêu thì lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô rất muốn có con với Bảo Cường, nhưng mà tình hình hiện tại thì hy vọng đó quá mong manh. Bản thân cô cũng không dám chắc là mình sẽ có. Thế thì Bảo Cường phải làm thế nào đây? Anh là con trai độc nhất của gia đình, là niềm tự hào của cả gia đình, làm sao mà lại không có con được? Phải làm thế nào đây? Cô cũng không biết là mình sẽ phải đối diện với ông và ba mẹ ra sao. Vừa mới đây thôi, ông Vân dặn dò hai vợ chồng nhanh chóng có cháu để ông bế. Ấy thế mà thật lòng cô không dám nghi tiêm. Cơn mưa mùa hạ ào xuống, những hạt mưa nặng nề quất vào người cô bỏng sát. Vậy nhưng Yến Nhi vẫn ngồi bất động trên ghế đá mà không hề có ý định tìm chỗ trú mưa. Nước mưa mặn chát thi nhau hòa cùng nước mắt chảy vào khóe miệng. Cô khó nhọc nuốt lấy không khí, nhìn những hạt mưa nhè nhót trên sân mà đôi mắt của cô mở đi. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa trắng cả trời. Có người trong hành lang gọi, nhưng mà cô cũng không để tâm đến, lặng lẽ đứng dậy, bước chân hòa vào màn mưa đó. Cô cứ đi như vậy mà không đón xe về, bởi vì cô sợ. Sợ để anh thấy dáng vẻ tiêu tụy của mình. Chỉ cần thấy anh, cô sẽ không ngần ngại xa vào lòng của anh mà khóc. Mưa mỗi lúc một lớn, cô cứ lang thang đi trên vỉa hè như một người mộng du. Điện thoại đổ chuông ấy ngòi, nhưng mà cô không còn nghe thấy nữa. Tiếng mưa át cả đi rồi. Yến Nhi vừa đi vừa khóc, đôi lúc lại còn cười thành tiếng, xua đi sự bất lực của bản thân lúc này. Nếu như ngày mai chia xa, anh đừng giận em nhé. Cuộc đời là như thế, dẫu chẳng muốn buông tay. Yến Nhi thì thầm trong cổ họng lời bài hát, đôi chân không muốn bước tiếp, ngồi bệt xuống đường. Mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt mưa như hạt đỗ xào xào đổ trên mặt mỗi lúc một đau đớn. Đôi mắt của cô nhòe đi về nước, đỏ sọc lên vì khóc. Và rồi thì cả người nóng san, từ từ đổ xuống hè đường vắng lặng. Một bóng người cũng không có. Bảo Cường về nhà nhưng mà vẫn chưa thấy Yến Nhi trở về, liền gọi cho cô. Nhưng gọi rất lâu, không có ai nghe máy. Sau đó liền gọi cho chị Vinh. Vâng, tôi nghe đấy. Chị đưa vợ tôi đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về vậy? Tôi có đưa con bé đi đâu đâu. Buổi chiều xong việc thì nó có hẹn ai đó, bảo tôi cứ về công ty, nó tự đi. Thế con bé chưa về nhà? Chưa. Mưa lớn như thế này, cô ấy đi đâu được? Chắc là mưa nên tắc đường. Cậu cứ đợi một lát. Con bé không về thì cứ gọi cho tôi nhé. Bảo Cường tắt máy, cứ đi đi lại lại trong nhà, mắt nhìn chằm chằm ra cửa chờ đợi. Càng chờ đợi lại càng mất hút. Anh cứ lấy điện thoại liên tục gọi. Lúc này anh cảm thấy việc mình không cài định vị vào máy cô thật đúng là ngu ngốc. Mấy lần định làm nhưng mà sợ cô giận đành thôi. Không đợi được nữa, anh xuống gara, đưa xe ra khỏi nhà, đi dọc phố để tìm. Màn mưa trắng xóa, xe cô thì tắc đường, chỉ có thể nhích từng tí một, mà lòng của anh thì nóng như lửa đốt. Bỗng nhiên lúc này điện thoại đổ chuông, là một số lạ, anh liền nghe máy. Alo. Sếp à, anh chưa về nhà sao? Cô là ai vậy? Em là Diễm Quỳnh, bạn của Yến Nhi. Nó bị ngất trên vỉa hè gần nhà anh, em đưa nó về. Anh đang ở đâu vậy? Mở cửa cho bọn em với. Tôi về ngay. Đường phố đang tắc, không thể nào quay xe. Anh sẽ vào trung tâm thương mại gần đó gửi xe, rồi chạy bộ về nhà. Những người đi đường nhìn thấy gã thanh niên đầu trần
mặc sơ mi quần nâu chạy trong màn mưa trắng xóa, không khỏi lắc đầu suy nghĩ. Ngồi trên taxi, nhìn thấy Bảo Cường vừa về đến, người anh ướt sũng. Diễm Quỳnh mở cửa xe rồi vẫy gọi. Sếp ơi, ở đây này. Bảo Cường lại gần, mở cửa xe nhìn thấy vợ ướt sũng, lại nhắm nghiền mắt thì nghiêng người bế cô. Sao quấy nóng thế này mà cô không đưa cô ấy vào viện vậy? Dạ, em cũng định như vậy. Nhưng mà trời mưa, đường tắc quá không đi được. Vậy nên em nghĩ đưa về nhà là gần nhất rồi. Có thể gọi bác sĩ gia đình à? Bảo Cường nhấc vợ ra khỏi xe, ôm chặt vào lòng, cố gắng nghiêng người chạy để che cho vợ. Vào đến nhà, anh mở nước ấm, mang cô đặt vào trong bồn tắm, cởi bỏ hết đồ trên người cho Yến Nhi, nhỏ thêm tinh dầu tràm vào nước. Nhi ơi, mở mắt cho anh đi. Vậy nhưng cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Anh vớ điện thoại gọi bác sĩ đến nhà. Bản thân cũng bỏ hết quần áo, ngồi vào tắm rửa cho Yến Nhi, rồi nhanh chóng ấm cô vào giường, mặc lại quần áo. Sếp, em pha nước gừng cho hai người à? Cô đẩy cửa vào đi. Vào phòng, Diễm Quỳnh choáng váng với phòng ngủ rộng thênh thang, lại được bài trí cầu kỳ, cùng với những nội thất đắt đỏ. Giữa phòng là tấm ảnh cưới lớn của hai người. Xung quanh phòng cũng có rất nhiều ảnh của Yến Nhi. Điều làm cô ta cảm thấy ghen tị với Yến Nhi chính là người đàn ông kia đang tỉ mẩn, sấy tóc cho vợ. Cô ta cứ đứng bất động nhìn người đàn ông trong bộ đồ trắng mặc ở nhà, nhưng mà anh nhìn vợ vô cùng siêu sang. Lúc này lại còn kiên trì sấy tóc cho Yến Nhi nữa. Cô mang nước đến đây đi. Diễm Quỳnh sực tỉnh, đặt hai cốc trà gừng trên bàn. Cô ta cầm cốc nước, có chiếc muỗng lên tiếng. Anh uống một cốc đi à? Để em giúp anh đút cho Nhi. Tôi làm được. Cô đưa tôi đi. Để em. Đưa. Diễm Quỳnh thấy anh gằn giọng như vậy, liền đưa trả lại cốc nước gừng. Nhưng mà cô ta không ngờ được, anh lại mang cả hai cốc nước đổ đi. Rồi đi nhanh đến tủ góc phòng, lấy trà gừng, pha một cốc khác. Anh làm như vậy là có ý gì à? Trà nguội rồi, cần phải pha cốc mới. Pha xong, anh đến bón từng thìa cho Yến Nhi, mà không thèm để ý đến người phía sau đang tái mặt. Bác sĩ đến, anh uống nốt phần nước còn lại của vợ rồi đứng cạnh để ông thăm khám. Cậu thay khăn trên trán cho cô ấy đi. Vâng ạ. Anh đi thay chiếc khăn ấm khác đắp trên trán cho Yến Nhi. Bác sĩ khám xong thì tiêm hạ sốt cho cô. Cô ấy ngấm nước mưa nên cảm lành thôi. Lát nữa thì cậu nấu cháo cho vợ ăn, rồi cho uống thuốc tôi để lại. Một lát nữa thuốc ngấm thì cô ấy sẽ tỉnh thôi. Tôi truyền thêm dung dịch muối biển cho cô ấy. Khi nào xong thì cậu rút ra nhé. Vâng ạ. Tiến bác sĩ về, anh gọi điện sang nhờ mẹ nấu cháo gửi sang, khiến cho bà lo sốt vó. Thế sao mà nó lại ốm vậy? Con không biết chăm sóc cho vợ gì cả. Cô ấy đi mưa nên cảm lạnh thôi mẹ à. Mẹ đừng nói với ông nhé. Được rồi, lát nữa tạnh mưa mẹ rồi ba sang thăm con dâu. Còn cô ăn cháo luôn nhé. Dạ vâng, phiền mẹ rồi. Không phiền. Còn có cam thì vắt cho vợ cốc nước cam ấm uống nhé. Dạ vâng ạ. Anh nhìn thấy Diễm Quỳnh vẫn ngồi ở giường thì lên tiếng. Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Bây giờ cô về được rồi đấy. Em cũng rảnh rồi, vậy nên có thể ở lại đây giúp anh chăm sóc cho nó à? Không cần đâu. Tôi tự chăm sóc cho vợ được. Tôi gọi xe cho cô rồi đấy, cô về sớm đi. Bị đuổi khéo, Diễm Quỳnh đành đứng dậy rời đi. Bảo Cường còn không tiến cô mà để cô tự về. Quay lại nhìn thấy anh ngồi cạnh Yến Nhi, nắm tay vợ đưa lên miệng rồi lên tiếng. Em à, mau tỉnh lại đi. Cô ta nhìn thấy như vậy thì cũng mở miệng nói. Em về đây à? Bảo Cường không hề trả lời, vẫn ngồi im lặng nhìn vợ đang ngủ thiếp. Đầu thì đã bớt nóng, liền đem khăn trên trán cất đi. Nhi, có chuyện gì mà lại dầm mưa như vậy? Có gì thì phải nói với anh chứ. Em có biết là anh lo lắm không?
Bàn tay của anh nhẹ vén tóc lòa xòa trên trán rồi mân mê chạm lên từng đường nét trên mặt của vợ. Thỉnh thoảng, Yến Nhi lại nhíu mày nhưng mà vẫn ngủ say. Ngồi cạnh vợ, anh ngủ quên mất cho đến khi nghe thê tiếng gọi dưới lầu thì mới giật mình tỉnh giấc. Cường ơi, xuống đây đi. Anh kéo lại chăn đắp cho vợ rồi mới chạy xuống. Mẹ thì đang múc cháo ra bát, rồi lại còn mang cho anh thêm nhiều thức ăn và cơm nữa. Đừng cho con ăn cháo, mà sợ con đói vậy nên mẹ lại mang cơm sang. Con bé dậy chưa vậy? Dạ chưa. Mẹ cứ để cháo ở đó. Lát nữa cô ấy dậy hâm nóng rồi con sẽ cho cô ấy ăn. Thế thì con ngồi ăn cơm đi. Ba đâu mà mẹ sang đi một mình thế? Ba đưa ông đi gặp ai ấy chưa về. Mẹ sợ hai vợ chồng đói sang luôn, không cần đợi nữa. Bảo Cường ngồi vào bàn ăn mà cảm giác giống như nhai sơm vậy. Nhưng mà cảm thấy tiếc công mẹ, vậy nên cố gắng ăn. Cường này, hai vợ chồng con thả chưa thế? Mẹ hỏi chuyện đó để làm gì à? Thì mẹ thấy hai đứa lâu có tin vui quá. Làm gì thì làm, cũng gác lại sinh con cái đá. Ông nội thì mong lắm rồi đấy. Con biết rồi. Nhưng mà chuyện này không thể nào vội được. Vợ chồng con sẽ cố gắng. Mà anh ngồi xuống thở dài, giọng trầm buồn. Hôm qua ông đi khám thì bệnh Alzheimer của ông đã sang giai đoạn mới. Gần đây thì ông bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Vậy nên mẹ mới giục hai đứa. Nhân lúc ông còn tỉnh táo, có chán để ông vui. Mẹ sợ đến lúc có khi là ông không còn nhận sai được nữa. Ông vẫn điều trị có phải không mẹ? Đúng rồi. Vậy nên tiến triển bệnh mới chậm được. Nếu như không điều trị chắc là nặng lắm rồi. Nhưng mà người già thì không biết trước được đâu. Lúc này thì Yến Nhi đứng chôn chân ở cửa. Cô lắng nghe từng lời mẹ chồng nói mà nước mắt lại rơi. Bản thân vẫn còn mệt, nhưng mà khi nghe thấy tiếng mẹ đành xuống chào. Giờ phút này bước chân lại càng trở nên nặng nề, không thể nào bước tiếp. Đầu truyền đến cơn choáng váng. Cô viện vào tường, trở vào phòng khép cửa lại. Ngồi trên sàn nhà, ôm lấy cơ thể đang run lên. Nước mắt cứ thì nhau rơi xuống. Ông đối xử với cô tốt như vậy, và chỉ có mong ước vô cùng đơn giản, nhưng mà cô lại không thể thực hiện. Lồng ngực đau nhói, cô cắn chặt môi, ngăn để không khóc thành tiếng. Ông ơi, con phải làm gì bây giờ đây? Con không thể nào có con, nhưng mà lại không muốn buông tay chồng con. Con yêu anh ấy, thật sự không thể nào buông tay được. Bảo Cường tiến mẹ về, quay vào, hâm nóng cháo, múc ra bát, mang lên phòng. Yến Nhi thì vẫn đang nằm ngủ, vậy nên anh lại gần lay lay cô. Nhi, dậy ăn cháo cho mau khỏe nhé. Cô hé hé mắt, vừa như vừa mới thức giấc, mắt thì cay xè. Sợ anh sẽ nhìn thấy mắt mình đỏ, vậy nên cô ra sức rủi rủi. Cô hòng đau rát, vậy nên giọng nói bị lạc đi, tiếng nói thì khàn đặc. Anh à, lấy cho em lọ thuốc nhỏ mắt đi. Chắc là nước mưa vào mắt thế nên em cảm thấy đau mắt quá. Bảo Cường nghe xong không một chút nghi ngờ, để lấy đến rồi lại còn nhỏ vào mắt giúp vợ. Yến Nhi lúc này mới mở hẳn ra, thấy anh nhìn mình cô mỉm cười chống chế. Chắc là em đau mắt rồi thì phải. Anh có thấy mắt em đỏ không? Có chứ. Em khóc đến đau mắt sao? Cô nghe xong thì cảm thấy chột dạ. Tự không nhớ bản thân diễn không đạt à? Vậy nhưng cô lại chôn mũi cong môi lườm anh. Khóc đồ mà khóc. Nước mưa vào mắt nên em bị đau mắt thôi. Anh thổi cho em dễ chịu đi. Cô dí mắt mình đến chỗ anh. Bảo Cường cũng không ngần ngại hướng đến mắt cô thổi nhẹ nhẹ. Thổi xong, anh kiểm tra trán cho cô, rồi lấy gối kê sau lưng cho vợ. Nhấc cô ngồi tựa sát vào thành giường. Chắc chắn rồi thì mời bê bát cháo lên xúc từng muỗng đưa vào miệng của Yến Nhi. Cô ngoan ngoan ngồi im, há miệng ra ăn cháo anh đút. Dù ăn không ngon, nhưng mà cô lại không muốn anh lo lắng. Nhìn anh chăm sóc mình, lòng cô như có kim đâm thấu. Cô cố gắng kìm nước mắt, không được khóc. Thế nhưng mà vài giọt nước mắt
vẫn cứ rơi ra khỏi mắt cô, dần thành tiếng thút thít rồi òa khóc nức nở. Bảo Cường đặt bát cháo xuống, lấy khăn lau miệng cho cô rồi kéo cô lại ôm vào lòng vỗ về. Nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi, sao mà phải kìm nén như vậy? Nghe anh nói như thế, cô lại càng được thể khóc lớn, nước mắt nước mũi thấm ướt cả áo của anh. Bảo Cường chỉ ôm lấy vợ, vỗ tay trên lưng cô nhẹ nhẹ mà không hỏi bất kỳ chuyện gì. Cho đến khi tiếng khóc không còn nữa, cô không thấy cô đồng đậy, anh đỡ cô nằm xuống. Nhìn đôi mắt của vợ sưng húm trong giấc ngủ mà vẫn còn nức lên, trong lòng của anh không khỏi khó chịu. Anh không hiểu cô đang cố giấu anh chuyện gì, nhưng mà anh tôn trọng chuyện riêng tư cá nhân của vợ, vậy nên sẽ không ép cô nói khi bản thân chưa sẵn sàng. Đứng dậy, lấy hai miếng mặt nạ mắt, anh đặt lên trên mắt cho cô rồi ngồi đọc sách, đợi khô thì gỡ ra bỏ đi, rồi lại lấy bông tẩy trang, ngâm vào nước ấm đắp lên mắt cô một lần nữa. Hy vọng là buổi sáng ngủ dậy thì mắt cô sẽ hết sưng và hết khó chịu. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài trời vẫn mưa không ngớt, anh đứng như vậy trầm tư rất lâu. Yến Nhi tỉnh giấc nhìn ra ngoài trời, sau cơn mưa lớn đó, cây cối như bừng tỉnh. Ánh nắng yếu ớt, da mây xám cố xua đi không khí ướt át, mặt đất ẩm ướt sau ngày âm u mưa gió. Cô cũng mong ngày mưa của mình chấm dứt, nắng chiếu rọi, nhưng mà thật đáng tiếc, nó sẽ không tạnh nổi. Ở bên cạnh, Bảo Cường đã thức giấc từ bao giờ, cho anh nằm chỉ còn vương lại chút mùi hương. Cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Bảo Cường đang đứng trong bếp, tay cầm điện thoại, tay rửa thì rồi lại gác điện thoại lên giá. Mặt thì vẫn cứ sán vào đồng rồi vùng về thái băm thịt. Yến Nhi xuống đến bàn ăn, lặng lẽ ngồi vào ghế nhìn chồng đang nấu cháo. Có lẽ anh đang nấu cháo thịt bằm, vậy nên sau khi băm ướp gia vị, bác chảo xào thịt thơm lừng. Nhìn anh cứ đi đi lại lại trong bếp, đồ bỏ ra nấu để tùy tiện trên bàn bếp. Nấu nướng có một chút vụng về, nhưng mà cô lại cảm thấy ấm áp. Khi anh cho thịt vào cháo xong, đứng nhìn chằm chằm nồi cháo đợi sôi lại, Yến Nhi đến gần mà anh vẫn không hề hay biết. Có vẻ như rất chăm chú vào công việc thì phải. Cô vòng tay qua thắt lưng, tựa vào lưng anh khiến cho Bảo Cường giật mình. Ôi, em dậy rồi à? Thấy trong người sao rồi? Em khỏe rồi. Anh đang nấu cháo à? Đúng như vậy. Người ốm thì ăn cháo cho dễ. Em ra bàn ngồi đi, anh sắp xong rồi. Cô không nghe lời anh mà vẫn đứng tư thế cũ. Anh đi đâu, cô cũng leo đeo bám theo không muốn buông. Thật sự bây giờ để buông anh là điều cô không làm được. Nhưng mà ông thì phải làm sao đây? Sau cùng thì anh cũng nấu xong, hăng hái múc xà bát, đặt ngay trước mặt của cô chờ đợi. Vợ ăn thử đi nhé, sản phẩm đầu tay sẽ không được ngon đâu. Yến Nhi cầm thìa lên ăn thử. Nó hơi mặn một tí, nhưng mà cô vẫn cắm cúi ăn, nước mắt nhỏ xuống, nhưng không muốn anh biết, vậy nên vừa ăn vừa khen. Ôi, ngon lắm đấy, anh ngồi ăn đi. Bảo Cường thấy vợ nói nhưng không nhìn mình, biết là cô lại khóc mà muốn xấu, anh cũng coi như không thấy, ngồi xuống ăn. Vậy nhưng ăn được mấy miếng thì phải đứng lên lấy nước uống. Đặt cốc nước trước mặt của cô, anh dịu dàng lên tiếng. Có phải là cháo rất mặn không em? Lần sau thì anh sẽ cố gắng hơn. Yến Nhi không hề ngẩng mặt lên, bê cốc nước uống rồi lau nước mắt, sau đó vòng tay ôm lấy chồng. Bây giờ thì chỉ có ôm anh, cô mới cảm thấy lòng mình được xoa dịu. Bảo Cường nhà xoa đầu vợ vỗ về. Hôm nay nghỉ làm đi, anh đưa em đi chơi nhé. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe cố gắng nở ra nụ cười. Vâng à, chúng ta đi chơi thôi. Bảo Cường đưa cô ra ngoài thành vào khu nghỉ dưỡng, thuê một biệt thự villa gần hồ. Hai vợ chồng thay đồ xong thì nhân viên của villa mang lò nướng đã đốt sẵn than hòa đến. Yến Nhi mang đồ ra nướng, mới chảy xuống khói lên mắt cay xè. Bảo Cường hì hùng quạt cho lửa bùng lên đỡ khói để cô nướng. Vợ ơi, cháy rồi kìa. Cô nhìn miếng thịt đen thui thì tiếc hùi hùi, nhưng mà vẫn phải bỏ vào thùng xác. Mặt của cô ám khói quệt ngang quệt dọc. Bảo Cường đưa tờ giấy ướt trước mặt, nhưng mà cô không đón lấy,
chia mặt xa cho anh lau rồi nhìn nhau cười. Thành quả của hai vợ chồng sau một giờ nướng cũng có một đĩa đồ ăn chín, tạm gọi là ăn được. Yến Nhi xếp ra hai đĩa, đặt sao, đĩa, đũa, cạnh đĩa. Còn Bảo Cường đi lấy rượu xót xa ly. Yến Nhi ngồi đối diện anh, hai tay áp má nhìn phong thái của người quyền quý xót rượu. Anh nâng tay, nghiêng 45 độ so với miệng cống, để dòng chất lỏng đỏ mận chảy ra. Chỉ sau 1/4 cốc rồi dừng lại. Một cốc rượu được đưa đến chỗ cô, anh nâng ly của mình lên, nhớn mày ra hiệu cô chạm cốc. Sao mà anh làm gì cô cũng bị thu hút đến mụ mì đầu óc như vậy? Cô cầm cốc rượu chia ra trước mặt của chồng, trả miệng ly của mình vào nửa ly dưới của anh mỉm cười. Cảm ơn ông xa nhé. Cảm ơn vợ. Họ không biết chúc nhau điều gì, vậy nên đành nói cảm ơn nhau. Cảm ơn bởi vì đã yêu vào bên đời nhau như thế. Yến Nhi muốn cảm ơn anh bởi vì đã yêu cô nhiều đến như vậy. Bỗng nhiên trong lòng trào lên cảm giác nhói trong tim. Thật sự rất đau. Một nỗi đau không thành lời, vô hình nhưng mà luôn hiện hữu. Cô lấy đĩa cắn miếng thịt bò chia ra trước mặt của anh chờ đợi. Bảo Cường há miệng đón lấy. Dù không phải món ăn do đầu bếp nổi tiếng làm, nhưng mà anh lại cảm thấy vô cùng ngon. Không ngờ rằng được người mình yêu đưa cho, ăn ngon đến như vậy. Anh cũng lấy đồ ăn ở đĩa của mình đưa cho vợ. Cứ như thế, họ không tự ăn đồ của mình, mà cứ chăm đưa qua đưa lại cho nhau, đến khi không còn gì nữa. Ngồi bên hồ, Yến Nhi tựa vào vai của chồng nhắm mắt, cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nước, của cây cỏ xung quanh. Anh, em muốn biết là vì sao đêm đó anh lại cứu em. Đã là đàn ông thì không ai thích vợ mình bị kẻ khác động đến. Hơn nữa... Sao thế? Sao anh lại ngập ngừng vậy? Ngày hôm đó thì Thế Quý khẳng định em vẫn còn sạch sẽ. Thế nên anh ta muốn em. Cũng vì nguyên nhân đó mà sĩ diện đàn ông nổi lên. Hơn nữa thì lúc ấy anh chợt nhận ra anh rất quan tâm em. Chị Vinh gọi điện thì anh còn không kịp suy nghĩ, quay xe đi ngay. Rất lo lắng cho em đấy. Thế nếu như không có đêm đó, liệu rằng anh có quay về bên em không? Làm gì có nếu như. Nếu như không bao giờ xảy ra, vậy nên anh không bao giờ dùng từ đó. Yến Nhi quay sang kéo anh rồi lăn vào lòng của anh ngồi, tựa đầu vào ngực của anh rất thích. Cô thích cảm giác ấm áp này, rất thích được gần gũi, cảm nhận cả hơi thở và nhịp tim của anh nữa. Nhi này. Dạ vâng. Vì sao hôm qua Diễm Quỳnh lại đưa em về thế? À, ngày hôm qua thì bọn em hẹn nhau đi đón anh đê hôn, thế mà em quên. Đang chạy trú mưa thì Diễm Quỳnh gọi, em bảo nó đón thôi à? Vậy thì vì sao em lại ngất? Chắc là do em ngấm nước mưa. Lúc đi đường thì mưa trút xuống nhanh quá, xung quanh thì không có chỗ trú mưa ấy. Chạy mãi mới có bến xe buýt đứng tạm. Thế tại sao lúc anh gọi em không nghe máy? À, chắc là mưa lớn quá nên em không thấy. Lúc cầm điện thoại định gọi anh thì đúng lúc cái Quỳnh gọi. Vậy là em nhờ nó đón luôn ấy. Vậy sao? Vâng. Cơ thể của cô khá run nhẹ, muốn nói với anh mọi chuyện nhưng mà lại không thể nào mở miệng. Khi Diễm Quỳnh gọi đến, cô nhờ nó đón rồi đành qua chỗ trọ của nó ở một đêm. Thế nhưng mà không hiểu sao nó lại đưa cô về nhà. Bảo Cường nhìn xa xa, vòng tay ôm vợ trong lòng. Anh không muốn vạch trần vừa nói dối. Cô ấy ngâm mình trong nước mưa mới bị cảm như vậy. Lúc Diễm Quỳnh mang về thì người đã sốt cao. Nhưng mà rốt cuộc cô đi đâu? Đã có chuyện gì xảy ra khiến cô không nghe điện thoại của anh mà lại nghe điện thoại của Diễm Quỳnh? Chắc chắn chuyện mà cô buồn liên quan đến anh. Anh hôn lên đỉnh đầu của vợ, cất giọng trầm buồn. Cuộc sống có những thứ em nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Vậy nên đôi khi đừng chỉ đưa ra lý do. Em nghĩ nó thế này thế khác, mà hãy tìm đủ chứng cứ để chứng minh điều mình thấy là đúng. Đôi khi em đi vào ngõ cụt, em vẫn có thể quay lại tìm đường lớn. Đừng để chuyện gì đè nặng lên tâm tư. Chuyện gì em không giải quyết được, anh sẽ giải quyết giúp em. Đó không phải là nguyên lý mà người làm chồng như anh nên làm sao? Anh cảm nhận được vòng tay cô siết chặt hơn bên hông.
Bé con à, thế em đã xảy ra chuyện gì mà lại chịu đựng một mình như vậy chứ? Đúng vậy, em có thể giờ dám vào anh cơ mà. Thật tốt khi có anh bên cạnh, thật tốt. Yến Nhi rời khỏi vòng tay của Bảo Cường, kéo anh đứng dậy đi lên chiếc thuyền vừa cập bến. Ông nội đã từng bảo cô, khi tâm hồn quá nhiều gánh nặng thì hãy đến cửa Phật, để trong một phút giây nào đó chút đi phiền muộn, rồi tìm cách giải quyết cho đúng. Anh, tại sao người ta lại tin vào cửa Phật vậy? Bởi vì nơi đó cho người ta tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Chẳng phải là ông hay nói có thờ có thiêng sao? Có những lúc còn người ta cần giữ vững niềm tin để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nếu như niềm tin bị thổi tắt thì tâm trạng lúc nào cũng u ám, dần khắc vào thân thể. Lúc nào cũng thấy cuộc sống quanh mình chán ngắn, rồi lại ngu ngốc hỏi vì sao lại thế này? Hay là lại ước nếu như? Đã là cuộc sống thì không có gì là không thể xảy ra cả. Em cứ chấp nhận, tìm hướng đi, còn hơn là oán trách rồi chìm trong bóng đêm như vậy. Giờ phút này cô khoác tay anh đi trong khuôn viên thanh tịnh của chùa. Anh thành một vòng dây bình an ở cửa chùa đeo vào tay cho cô. Hãy nhớ là anh luôn bên em nhé. Cô gật đầu thật nhanh, mỉm cười thật tươi, vòng tay ôm anh ra về. Chiều xuống bên hồ, sáng vàng sáng đỏ trải xuống lấp lánh phủ đầy mặt nước. Yến Nhi cầm chai bia trên tay vừa uống vừa lắc lư. Cô hét vào miệng chai như nói trên micro. Ông xã, em yêu anh. Bảo Cường ngồi nhìn vợ. Anh để cho cô làm những gì mà cô muốn. Cô thích uống, anh cho uống. Cứ uống rồi quẩy đi cho nhẹ lòng. Ở dưới sáng chiều, khuôn mặt của Yến Nhi đỏ bừng lên. Cô hết nhảy rồi lại hò hét, uống không biết mệt. Quẩy một mình chán liền kéo anh đứng dậy, mở nhạc lên, ôm anh khiêu vũ, dành sáng yếu ớt cuối ngày. Cô cười thật nhiều, tiếng cười giòn tan. Cô nhảy mà cứ dựa dẫm vào chồng, dẫm lên chân bắt anh, nhấc cả chân của mình theo điệu nhạc. Anh à, đừng yêu em nhiều nữa, yêu ít thôi được không vậy? Bảo Cường không nói, nâng cằm của vợ lên, nở ra nụ cười khiến lòng cô muốn nhói. Chẳng cần biết gì nữa, cô liền kiếng chân kéo anh xuống hôn lên nụ cười đó. Hôn mãi không dừng lại, khóe mắt rơi ra giọt nước nóng hổi. Diễm Quỳnh về phòng nhìn thấy Yến Nhi đang ngồi bò ra bàn, cầm tì lên tay, ngắm nhìn bức ảnh hai vợ chồng trên bàn trầm tư, tì lên ngồi xuống bên cạnh. Mày sao vậy? À không, tối nay anh Đê Hôn mời chúng ta đi ăn đấy, mày đi không? Có chứ. Còn mày? Đi. Anh Cường đi công tác 2 ngày vậy nên phải đi chứ. Mà sao hôm trước mày lại đi mưa vậy, con điên? Tự dưng lại thích như vậy ấy. Nhiều khi thì lại không thích gò bó mà cứ muốn điên điên một chút. Mà dù sao cũng cảm ơn mày đã đến. Diễm Quỳnh dưới đầu Yến nhìn một cái trách móc. Cái con dở hơi này, mưa to như vậy, điên nối gì? Chắc là tao ấm đầu rồi cũng nên đấy. Yến Nhi lại quay về tư thế ngồi cắm mặt xuống bàn, thì lại bị Diễm Quỳnh lôi dậy ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Thế mày có muốn ăn uống gì không, tao mời. Uống rượu đi. Lâu lắm rồi mày và tao không uống rượu ấy. Diễm Quỳnh sững người lại nhìn Yến Nhi, nhưng mà rồi nhanh chóng đồng ý. Cái con hâm này, có chuyện gì cứ nói ra cho đỡ nặng đầu. Không có gì đâu, chỉ là muốn uống vậy thôi. Vào nhà hàng, Diễm Quỳnh đặt một phòng VIP vì họ không thể nào ngồi bên ngoài mà uống được. Rồi xe lại lên báo, rất phiền phức. Diễm Quỳnh chọn một menu đầy đồ ăn rồi quay sang Yến Nhi. Uống bia hay là uống rượu đây? Bia đi. Tự dưng lại thèm uống cái gì đó mát mát. Cho tôi thùng bia Sài Gòn cổ ruột đi. Nhân viên bồi bàn nghe xong thì hơi giật mình, nhưng mà rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Ban đầu thì còn rót cốc, sau đó thì Yến Nhi cầm cả chai để uống. Quỳnh này, mày và Kiến Văn phim giả tình thật à? Sao thế? Chưa uống đã say à? Mày nhìn đi, tao uống nhiều hơn mày đấy. Yến Nhi tay phải chống mặt,
tay trái thì xua xua. Vậy là mày không thích anh ấy à? Phim thôi. Mày cũng từng rơi vào những chuyện sợ khóc sợ cười như vậy mà. Mày còn thích chồng tao chứ? Diễm Quỳnh ngưng uống cười trừ, giấu đi vẻ bối rối trong ánh mắt bằng cách uống một hơi đến nửa chai bia. Mày điên à? Dù sao thì anh ấy cũng là chồng mày, làm sao mà tao lại thích được? Trước kia không biết nên tao mới như vậy thôi. Đừng nghĩ luyên thuyên gì nữa. Mày nghĩ sao nếu như tao nhường anh ấy cho mày? Lúc này, động tác ăn của Diễm Quỳnh ngừng lại, nhìn Yến Nhi là lớn buột miệng. Mày nói gì thế? Mày say à? Không, tao chưa say đâu. Yến Nhi cầm đũa gầy gầy thức ăn, thấy miếng thịt nó cũng đang nhìn mình như oán trách vậy. Cô xua tay lắc đầu. Thôi bỏ đi, xin lỗi mày nhé. Nhi, vợ chồng mày cãi nhau sao? Nếu như cãi nhau được thì tốt. Anh ấy không bao giờ chịu cãi nhau cả, lúc nào cũng nhường nhịn, rồi thì coi tao như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Thế nên càng ngày tao lại càng yêu anh ấy. Yến Nhi đấm tay vào ngực của mình, vừa khóc rồi lại cười, cầm bia lên uống lại nhại. Tao không thể có con. Không thể thì làm sao mà có tư cách để yêu anh ấy đây? Diễm Quỳnh như nghe được tin động trời, đầu óc đang lơ mơ vì say mà dường như tỉnh hẳn. Mày có biết là mày đang nói gì không vậy? Mày nghĩ tao say à? Không đâu, tao chưa say. Thế thì mày bị làm sao à? Con cái bây giờ cũng đơn giản mà, có nhiều cách để có con lắm, sao mà cứ phải phiền não như thế? Yến Nhi lắc đầu, phản bác ý kiến của Diễm Quỳnh. Mày nghĩ xem, tao không thể mang thai thì có con kiểu gì? Thụ tinh ống nghiệm à? Nếu như vậy thì phải vài tháng nữa, nhưng mà có chắc chắn không? Nhi, anh Cường đã biết chưa? Tao không có can đảm để nói với anh ấy. Tao sợ anh ấy sẽ đau lòng, rất sợ. Như vậy rồi mày là có suy nghĩ nhường chồng mình cho người khác sao? Mày điên à? Anh ấy là người chứ có phải là đồ vật đâu, mà thích nhường thì nhường như thế. Không có con thì sao? Hai người sống hạnh phúc là được mà. Yến Nhi lắc đầu, lúc này thì mắt cũng mở đi, đầu không còn tỉnh táo nữa. Mày không hiểu đâu, không hiểu được đâu. Điện thoại đổ chuông, Yến Nhi thấy Bảo Cường gọi thì liền mở lên nghe. Ông xã, anh gọi gì em vậy? Em đang ở đâu đấy? Em à? Đang ở trong một căn phòng. Phòng gì ấy nhỉ? Em cũng không biết nữa. Nói rồi thì cô tắt máy luôn. Vậy nhưng lại nhìn màn hình mắng mỏ. Sao mà anh lại ngắt điện thoại của em vậy? Cô ném điện thoại lên bàn, cầm chai bia chạm với Diễm Quỳnh. Cứ mặc kệ anh ấy đi. Tao phải học cách không có anh ấy bên cạnh, phải làm quen thôi. Cửa phòng bật mở, người đàn ông bước nhanh vào phòng đến bên Yến Nhi. Vừa đánh nhấc cô lên thì đã bị đẩy ra. Anh là ai thế? Sao lại động vào tôi? Bảo Cường nhìn hai người say ngất ngưởng thì gọi Tuấn Phát vào, mang Diễm Quỳnh ra xe. Vậy nhưng mà anh cứ động vào thì Yến Nhi lại đẩy anh ra. Này, tôi có chồng rồi đấy, đừng có động vào tôi. Nhi? Ơ? Sao anh lại biết tên tôi? Anh không thèm nói nữa. Cô không cho bế thì anh nhấc cô lên vai vác đi. Yến Nhi vùng vây đánh vào lưng của anh. Thả tôi xuống, chồng tôi sẽ giết anh đấy. Vâng, anh là chồng của em đây. Ơ? Anh nói dối mà không ngượng mồm mà. Mọi người trong quán thấy họ đi xa, tất cả đều nhìn đến không chớp mắt. Bảo Cường đưa thẻ thanh toán, Yến Nhi thì vẫn không chịu yên, xây rủa đòi xuống. Đang say rượu, anh vác cô như vác bao tải thế, đầu chúp xuống rất khó chịu. Bảo Cường nhận lại thẻ, thả vào túi áo rồi tiện tay vỗ vào mông của cô. Ngoan đi. Cứu tôi với, có người bắt cóc tôi. Hôm nay để xem anh dạy dỗ em thế nào đi. Chiều quá hóa hư rồi đấy.
Cô cứ đòi xuống, anh lại vỗ vào mông nhắc nhở. Cô thì la oai oái. Ôi, em sai rồi, đừng có đánh em nữa. Biết sai ở đâu không? Có à? Sai ở đâu? Không nhận ra chồng. Cái gì nữa? Dám trốn anh đi uống bia. Lần sau mà còn như vậy nữa, anh không cho em xuống khỏi giường đâu đấy. Thả cô vào xe, anh nhắc Tuấn Phát bắt taxi đưa Diễm Quỳnh về. Thế nhưng mà cậu ta lại nhăn nhó. Em không biết nhà cô ấy ở đâu cả. Lên xe đi, cứ về cả nhà của tôi. Thế là Yến Nhi được tài xe an toàn. Diễm Quỳnh cũng múa may loạn xạ. Cả hai cười nói rồi lại hò hét, khiến cho Tuấn Phát và Bảo Cường lắc đầu chào thua. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là sóng gió lại tiếp tục ập đến với cuộc đời của Yến Nhi rồi. Giờ đấy cô ấy rất khó có thể mang thai. Và cô ấy lại còn có ý định là rời xa Bảo Cường nữa. Giả sử nếu như là Diễm Quỳnh không đến với Bảo Cường thì kiểu gì anh Sa nghĩ là Yến Nhi cũng bỏ đi thật xa. Anh Sa đoán là như vậy. Thế nhưng mà nói về cô gái có tên Diễm Quỳnh này thì đến giờ phút này thì anh Sa vẫn có cảm giác là cô gái này không đơn giản. Và có cảm giác là cô ấy là một người hai mặt. Anh Sa đoán là như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì liệu rằng có phải như chúng ta dự đoán hay không, có phải là Yến Nhi sẽ biến mất hay không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.